Uyên Phương Việt TV xin kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, hôm nay là thứ Sáu, ngày 30 tháng 4 năm 2021. Chúng tôi đang có mặt tại kỳ đài thương xá Eden thuộc thành phố Fontchurch, Virginia để cùng gửi đến quý vị một vài hình ảnh trong lễ tưởng niệm 46 năm ngày quốc khận 30 tháng 4 do cộng đồng Việt Nam vùng Washington DC, Maryland và Virginia tổ chức. Xin mời quý vị cùng theo dõi một số hình ảnh do chúng tôi ghi nhận sau đây. Chương trình lễ tưởng niệm 46 năm ngày quốc khận tại vùng Hoa Thịnh Đốn bắt đầu vào sáng thứ Sáu, ngày 23 tây tháng 4 năm 2021, là buổi treo cờ rủ vào lúc 10 giờ sáng tại kỳ đài trong trung tâm thương mại Eden. Vào ngày 30 tháng 4, ngày quốc hận, từ sáng mọi người đã thiết lập bàn thờ tổ quốc với hương đèn, hoa quả tại kỳ đài thương xá Eden từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều để các thành viên của các tổ chức hội đoàn và các đồng hương đến viếng và thắp nhang tưởng niệm. Thời tiết vùng thủ đô không được thuận lợi lắm với từng cơn gió to và lạnh, nhưng buổi lễ vẫn được diễn ra trang nghiêm. Ông Lý Thanh Phi Bảo, chủ tịch cộng đồng cho chúng tôi biết. Mỗi năm thì 30 tháng 4 thì làm một cái lễ truy điệu rất là lớn ở đây mà cũng có rất là đông người. Nhưng mà tại vì vẫn còn Covid thì mình chỉ set up một cái bàn thờ ở đây mà mong là hôm nay thời tiết nó sẽ tốt hơn chứ bây giờ rất là gió. Chứ bây giờ là cũng có rất là đông người. Còn năm vừa rồi cũng bị Covid, cũng mưa nữa mà mình cũng tội để một cái bàn thờ ở đây thì ai có muốn ra để đốt nhang thì họ có thể ghé đây từ 10 giờ tới 4 giờ chiều. Và là một cái thế hệ thứ hai, thế hệ hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa, thì anh Bảo nghĩ sao khi anh Bảo được đại diện cho cái lớp trẻ để thường xuyên tham dự trong các sinh hoạt của cộng đồng như tổ chức những cái lễ tưởng niệm quốc khận 30 tháng 4 như thế này ạ? Thì cái lễ tưởng niệm 30 tháng 4 thì sau này thì Bảo mong là những người trẻ cũng sẽ tiếp tục để tổ chức và nhờ ghi nhớ những người đã hy sinh cho chiến tranh Việt Nam. Tiếc là không có nhiều người trẻ ra để là hợp tác với cộng đồng. Thì Bảo mong là Bảo cũng có thể kiếm được những người đó để tiếp tay, để tiếp tục để đưa nâng lên cái cộng đồng của mình. Đúng 12 giờ trưa, chương trình bắt đầu với phút mặc niệm. Sau đó, mọi người chia nhau thành từng nhóm 4 hay 5 người, lần lượt thắp nhang với tâm trạng hoài niệm đau thương. Từng cơn gió to kéo dài cả ngày, làm tăng thêm nỗi nặng trĩu trong lòng mọi người. Bốn mươi sáu năm trôi qua, nỗi tang thương như mới hôm qua. Nhận thấy có nhiều gương mặt trẻ, thế hệ hậu duệ tiếp nối, một điểm đáng mừng cho cộng đồng người Việt quốc gia tại vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn nói riêng và sự yểm trợ tinh thần lớn lao cho giới trẻ Việt Nam nói chung đang tiếp tục trên con đường đấu tranh giành lại tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Ông Lê Tiến Dũng cũng xúc động chia sẻ. Cái chuyện 46 năm trước, nói thì 46 năm, nhưng mà trong cái tâm tư của tôi á, mới giống như ngày hôm qua, ngày hôm kia thôi. Cái đau đớn, cái đau thương của đất nước tôi, nó cứ nó vương vẳng trong cái tâm trí của tôi, trong cái đầu của tôi. Đau đớn lắm. Một nền Cộng Hòa của Việt Nam Cộng Hòa bị bất tử do sự cướp đoạt của chính quyền Cộng sản. Mà người ta gọi đó là thống nhất, mà cái người gọi đó là giải phóng, thật là buồn cười. Cái sự đau buồn quá, nên ngày hôm nay thật sự ra, tôi không nói gì được hết. Tôi chỉ cầu mong Thiên Chúa trên trời, trời Phật, mẹ Quan Thế Âm, mẹ Maria và tất cả những ơn trên về độ mệnh cho nhân dân Việt Nam có cuộc sống yên lành. Xua đuổi tụi cộng vị đi ra khỏi đất nước, dẹp tan cái bầu trời ảm đạm của khối cộng sản ở tại đất nước Việt Nam. Tôi chỉ cầu mong như vậy thôi. Vì đến giờ này, những con người mà đã đi vào công cuộc chiến và đã sau 46 năm đều đã già hết rồi, đều đã kiệt sức hết rồi. Cầu mong hậu duệ và lớp con lớp cháu hãy đứng vững lên, tiêu diệt cộng sản, xây dựng đất nước trở thành một nước Việt Nam nhân quyền, dân chủ. Ông Nguyễn Văn Tần,
Cựu Chủ tịch Liên hội Cựu Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa cho biết thêm. 46 năm rồi, thưa quý vị. Chúng ta đã thua trận và đã để cho quốc gia và dân tộc lọt vào bàn tay tàn bạo của chế độ Cộng sản. Anh em cựu quân nhân chúng tôi luôn luôn mong ước có một ngày trở về vinh quang không cộng sản trên đất nước Việt Nam. Ngày 30 tháng 4 đến, 46 năm, chúng tôi tự động hiện diện ở đây để ghi nhớ những ngày xa xưa, để tưởng niệm những anh em chúng tôi, những quân nhân, quân lực Việt Nam Cộng Hòa, những đồng bào đã bỏ mình vì chế độ bảo tàng cộng sản. Giây phút này chúng tôi sẵn sàng để nghiêm chỉnh tưởng niệm đến anh hùng của những bậc tướng sĩ đó với mong ước hồn thiêng sông núi Hồ Trì, để nếu chúng tôi không có ngày đó thì đoàn hầu tiến của chúng tôi sẽ có một ngày quang phục được quê hương, đem lại vinh quang cho tổ quốc. Bà Thanh Vân cho biết cảm nghĩ của mình. Mỗi năm 30 tháng 4 trở về thì cô cảm thấy buồn lắm. Nhớ lại những kỷ niệm xưa, lúc mình còn ở quê nhà, chú thì cũng đi cải tạo cũng 7 năm. Rồi khi trở về thì cuộc sống thì cũng cực khổ. Bà Lý Kim Hà cho biết cảm xúc của mình trong ngày quốc hận. Mỗi khi 30 tháng 4 tới là mình nhớ lại những mối tình chung thủy của những người vợ mà chồng đi cải tạo, đã chia ly nhau, đã xa nhau, nhưng cũng giống như tinh thần mà yêu nước vậy, tức là tinh thần tình yêu giữa vợ chồng, tình yêu với quê hương lúc nào cũng giữ chữ thủy chung như nhất. Sau đó vào sáng thứ Bảy, ngày 1 tây tháng 5, lá quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa tại trung tâm thương mại Eden được treo lên vị trí cũ để kết thúc cho lễ tưởng niệm 46 năm ngày quốc hận 30 tháng 4. Kính thưa quý vị, vừa rồi là một số hình ảnh trong lễ tưởng niệm 46 năm ngày quốc hận 30 tháng 4. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau. Yên Phương tường trình từ Fort Church, Virginia.